ga 66MB với mô đun phòng không đặc biệt ra mắt. Xe tải ga 66MB bọc thép với pháo phòng không ZU-23-2 đã được Nga trưng bày trong khuôn khổ diễn đàn AMI-2023. Sau khi được Hiệp hội Hàng không Nizhny Novgorod hiện đại hóa sâu, chiếc xe ga 66MB đã được giới thiệu tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế AMI-2023. Theo ghi nhận của Rossi Iskaya Gazeta, cỗ máy này khác với phiên bản cũ ở chỗ cabin mới được bọc thép, nó có một hệ thống điều hòa không khí và thùng nhiên liệu nhận được bảo vệ vững chắc hơn. Động cơ cũ đã được thay thế bằng loại diesel IAM 534, tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 105 km h dự trữ nhiên liệu cho tầm hoạt động 800 km. Chiếc xe có thể leo dốc 31 độ và lội nước sâu 1,2 m mà không cần chuẩn bị. Trọng lượng rỗng của xe là 5.800 kg và tổng trọng lượng lên tới 7.800 kg với sức chứa 6 người bao gồm cả lái xe chiều dài của ga 66 MB là 5.970 mm, chiều rộng 2.330 mm, chiều cao trên nóc cabin 2.550 mm, trên mái hiên 2.765 mm. Phương tiện này có tải trọng 2.500 kg có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, chẳng hạn như mô đun chiến đấu ZU-23M1M có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500 m, kể cả vào ban đêm. Kíp chiến đấu của pháo phòng không ZU-23M1M bao gồm một khẩu đội trưởng, một người điều khiển và hai binh sĩ làm nhiệm vụ tiếp đạn. Ngoài ra khung gầm có thể cài đặt một mô-đun bọc thép nhiều chỗ ngồi, cung cấp khả năng vận chuyển nhân sự với số lượng tối đa là 10 quân nhân. Tại diễn đàn Ami 2023, Nga cũng trình diễn phiên bản xe cứu thương Ga 66MB2 được bọc thép, có khả năng vận chuyển 6 thương binh hoặc 3 người bị thương nặng trên cáng cùng với một nhân viên y tế.